Chào mừng các bạn đến với nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh ra mắt mẫu thiết kế nhà 2 tầng mái Nhật được lấy cảm hứng từ phong cách tân cổ điển, nơi vẻ đẹp truyền thống giao thoa tinh tế với sự tối giản hiện đại, thay vì phô trương qua những chi tiết cầu kỳ. Phong cách tân cổ điển tỏa sáng nhờ những đường nét trang trí tinh giản, thanh lịch, tôn lên sự sang trọng mà vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, gần gũi. Nhà Phương Đông xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn đồng hành cùng đội ngũ thiết kế của chúng tôi, được góp phần hiện thực hóa giấc mơ về một tổ ấm lý tưởng cho quý vị không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là niềm vinh dự và động lực lớn lao để chúng tôi không ngừng sáng tạo và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Căn nhà mã số BT292395 là một trong những tác phẩm mà nhà Phương Đông vô cùng tự hào giới thiệu đến quý khách, được kiến tạo theo phong cách tân cổ điển. Ngôi nhà mang trong mình vẻ đẹp hài hòa giữa sự thanh lịch và sang trọng, với từng chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng để tạo nên một tổng thể hoàn mỹ. Chúng tôi tin rằng mẫu thiết kế này sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời những ai đang tìm kiếm một không gian sống vừa lý tưởng, vừa toát lên nét quý phái đậm chất tân cổ điển. Với mặt tiền 12m và chiều sâu 9,7m, ngôi nhà được thiết kế để tận dụng tối đa diện tích, mang đến sự tiện nghi và thoải mái cho mọi thành viên trong gia đình. Với tổng diện tích sử dụng lên đến 227m2, đây là một trong những thiết kế nổi bật của nhà Phương Đông. Không chỉ toát lên vẻ đẹp sang trọng của phong cách tân cổ điển, mẫu nhà này còn được tối ưu hóa về công năng, tạo nên không gian sống tiện ích và hài hòa. Đây chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai yêu thích sự thanh lịch và mong muốn một tổ ấm tiện nghi, hiện đại nhưng vẫn đậm chất nghệ thuật. Bước vào không gian nội thất của ngôi nhà, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự thoáng đãng và trang nhã từ sảnh đón rộng rãi với diện tích 16m2. Khu vực này không chỉ tạo ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ mà còn là nơi chuyển tiếp hoàn hảo, kết nối hài hòa giữa không gian bên ngoài và bên trong ngôi nhà. Thiết kế sảnh đón không chỉ chú trọng đến sự rộng rãi mà còn được nhấn nhá bằng những chi tiết trang trí tinh tế, mang đậm phong cách tân cổ điển, thể hiện sự chào đón và sang trọng từ giây phút đầu tiên bước vào. Tại sảnh đón, bạn sẽ bắt gặp một vòm lớn mini với hai cột trụ vững chãi, mang đậm dấu ấn sang trọng của phong cách tân cổ điển. Vòm cột không chỉ tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo mà còn đóng vai trò dẫn lối vào không gian phòng khách, kết hợp phòng thờ rộng 20m2. Khu vực này được bố trí hài hòa, vừa là nơi sinh hoạt chung ấm cúng của gia đình, vừa là không gian linh thiêng để thờ cúng tổ tiên. Thiết kế tinh tế kết hợp giữa các chi tiết trang trí cổ điển và sự tiện nghi hiện đại tạo nên một không gian vừa trang nhã, vừa gần gũi và trang nghiêm. Từ sảnh đón, hệ vách gỗ kết hợp với kệ kê đồ được bố trí khéo léo, không chỉ giúp mở rộng không gian mà còn trở thành một điểm nhấn thẩm mỹ độc đáo. Vách gỗ này được thiết kế tinh tế với hai vòm dẫn lối sang hai bên, kết nối mượt mà vào khu vực phòng bếp ăn rộng 24m2. Không gian bếp ăn được tối ưu hóa bằng cách tận dụng gầm cầu thang, tạo nên khu vực giao thông thông thoáng và liền mạch, đồng thời tiết kiệm tối đa diện tích mà vẫn đảm bảo công năng sử dụng. Hệ vách gỗ kết hợp kệ rượu là một điểm nhấn tinh tế, góp phần làm tăng vẻ sang trọng và đẳng cấp cho không gian phòng bếp. Với chất liệu gỗ tự nhiên và thiết kế hiện đại, kệ rượu không chỉ có chức năng lưu trữ mà còn tạo ra một cảm giác ấm cúng và trang nhã, làm tôn lên vẻ đẹp tinh tế của không gian. Lối đi phụ được thiết kế kết nối với bên ngoài, mang đến một không gian giao thông riêng tư, tách biệt hoàn toàn với các khu vực sinh hoạt chính của ngôi nhà. Đây là giải pháp tối ưu cho việc nấu nướng và sơ chế thức ăn, giúp bảo đảm sự kín đáo và tiện lợi trong quá trình chuẩn bị bữa ăn mà không làm ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung. Lối đi phụ không chỉ tăng tính riêng tư mà còn nâng cao sự thông thoáng và tiện nghi cho ngôi nhà, đặc biệt trong những hoạt động hàng ngày. Tại tầng 1, ngôi nhà được bố trí 2 phòng ngủ, mỗi phòng đều được thiết kế rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái tối đa cho các thành viên trong gia đình. Phòng ngủ 1 có diện tích 14m2, mang lại không gian riêng tư thư giãn với ánh sáng tự nhiên chan hòa. Cạnh bên, phòng ngủ 2 rộng 14,2m2 cũng được bố trí thông minh để tối ưu hóa diện tích, tạo cảm giác thoáng đãng và ấm cúng. Cả hai phòng ngủ đều có sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và công năng, mang đến không gian nghỉ ngơi lý tưởng cho các thành viên. Tầng 1 được thiết kế với một vệ sinh chung rộng 5,7m2, chia thành hai khu vực riêng biệt, khu vực vệ sinh và khu vực chậu rửa bên ngoài. Cách bố trí này không chỉ tối ưu hóa không gian mà còn mang lại sự tiện lợi tối đa trong sinh hoạt hàng ngày. Việc phân tách rõ ràng giữa các khu vực giúp đảm bảo sự riêng tư, đồng thời tạo ra một không gian dễ dàng sử dụng và duy trì sự ngăn nắp. Lên đến tầng 2,
Không gian được thiết kế mở với sảnh thang rộng rãi, tạo cảm giác thông thoáng và kết nối liền mạch giữa các khu vực. Phòng sinh hoạt chung với diện tích 24,7 m² trở thành trung tâm của tầng, nơi gia đình quây quần, thư giãn và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa. Bên cạnh đó, một khu vực học tập và vui chơi rộng 8 m² được bố trí thông minh, là không gian lý tưởng để các thành viên trẻ tuổi trong gia đình vừa học tập, vừa thỏa sức sáng tạo. Tầng 2 được bố trí 3 phòng ngủ với diện tích được sắp xếp hợp lý, mang lại sự riêng tư và thoải mái cho từng thành viên trong gia đình. Phòng ngủ 3 rộng 12 m², nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi, thích hợp cho trẻ em hoặc khách ở lại. Phòng ngủ 4 rộng 14,2 m² và phòng ngủ 5 rộng 14 m² đều được thiết kế với không gian thoáng đãng, tạo cảm giác thư giãn tối đa. Đặc biệt, phòng ngủ 5 còn được tích hợp một vệ sinh riêng, 2 rộng 4,4 m², mang lại sự tiện lợi và riêng tư cho người sử dụng. Tầng 2 còn được trang bị một vệ sinh chung 3 rộng 4,2 m², được thiết kế tiện nghi và gọn gàng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các thành viên mà vẫn đảm bảo sự thuận tiện trong việc sử dụng. Bên cạnh đó, khu vực giặt phơi rộng 6 m² được bố trí hợp lý, không chỉ phục vụ tốt cho việc giặt giũ mà còn tối ưu hóa ánh sáng và thông gió tự nhiên. Sự sắp xếp khoa học này giúp duy trì sự gọn gàng, sạch sẽ và đảm bảo công năng cần thiết cho một không gian sống hiện đại và tiện nghi. Ngoại thất ngôi nhà có hình dáng vuông vức, đối xứng theo trục dọc với một lối vào trung tâm lớn và nổi bật. Cấu trúc tổng thể mang đậm phong cách tân cổ điển. Trong đó, sự đối xứng không chỉ thể hiện ở bố cục tổng thể mà còn ở các chi tiết kiến trúc nhỏ hơn như hệ cửa sổ, ban công và cột trụ. Mặt tiền của ngôi nhà nổi bật với hệ thống cột trụ lớn ở hai bên cửa chính. Các cột này mang dáng dấp của kiến trúc cổ điển, tạo nên sự bề thế, mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển. Nhờ những đường cong mềm mại của mái vòm phía trên, hình dáng cân đối của ngôi nhà kết hợp với phần mái sảnh ở trung tâm càng nhấn mạnh vẻ uy nghi, sang trọng của công trình. Công trình sử dụng vật liệu cao cấp với sự kết hợp hài hòa giữa gạch, bê tông và kính, tạo nên một tổng thể cứng cáp nhưng không kém phần tinh tế. Hệ mái ngói xanh đậm với thiết kế truyền thống mang lại sự vững chãi và gần gũi, phù hợp với phong cách tân cổ điển. Những cột trụ lớn trước cửa chính được làm từ vật liệu giả đá cẩm thạch với màu vàng nhạt, tạo điểm nhấn sang trọng và quý phái cho ngoại thất. Cảnh quan xung quanh công trình được thiết kế hài hòa với cây xanh và sân lát đá. Không gian trước nhà rộng rãi với lối đi lát gạch, tạo nên một sân vườn mở, mang lại cảm giác thông thoáng và đẳng cấp. Công trình này tạo nên một cảm giác uy nghi, sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế đối xứng, sự kết hợp màu sắc và vật liệu tinh tế cùng với các chi tiết kiến trúc cổ điển đã mang lại cho ngôi nhà một vẻ đẹp trường tồn với thời gian. Mặt tiền của ngôi nhà không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn mang lại cảm giác gần gũi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Nếu bạn cần tư vấn thêm, đừng ngần ngại liên hệ với nhà Phương Đông qua hotline 0888625888. Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng bạn trên hành trình biến ý tưởng thành hiện thực, giúp bạn kiến tạo nên ngôi nhà mơ ước một cách dễ dàng và hoàn hảo nhất.